trend đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan bắt nguồn từ đâu? Mạng xã hội nổi sóng hậu phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan. Các anh tài trên Facebook, TikTok ồn ào rủ nhau ra khơi truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan trị giá 673.000 tỷ đồng. Khoảnh khắc vua hải tặc Gondé, Roger tiết lộ về One Piece trên pháp trường, mở ra thời đại hải tặc trong bộ truyện tranh One Piece, ảnh, sao nần dung câu chuyện tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan này được cho là bắt nguồn từ dòng status cải biên trên Facebook. Khi được tòa hỏi, giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời rằng, các ngươi muốn của cải của ta ư? Ta giấu ngoài biển khơi ấy. Ngươi muốn thì ra đó mà tìm. Kể từ đó, người người nhà nhà đều đu trend tìm kho báu, từ những tấm ảnh chế đến các đoạn video chèo thuyền, chèo thúng phóng ra biến khơi thu về hàng trăm nghìn lượt thích. Sự kiện đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan còn được cư dân mạng lên lịch, với hơn 283.000 người quan tâm hoặc sẽ tham gia, ảnh, Facebook. Tuy nhiên, người đầu tiên được cho là gợi lên trào lưu nói trên là một tài khoản trên ứng dụng Threads. Nauman trên Threads, tài khoản này có tên Nauman, đã đăng một status với các tình tiết được ứng tác dựa trên bộ truyện One Piece. Status trên Threads quá viral, hơn 600 comment và hơn 10.000 lượt like, khơi mào cho hàng loạt video hài hước ngoại truyện các hải tặc đi kiếm tìm kho báu, thu hút sự thích thú của đông đảo cư dân mạng. Thực chất, đây là một trào lưu mang tính chất đùa giỡn, liên hệ tới một bộ anime manga nổi tiếng One Piece của tác giả truyện tranh Oda Eiichiro. Trong One Piece, thời đại hải tặc bắt đầu sau sự kiện bắt giữ và hành hình vua hải tặc Gondé, Roger. Trên pháp trường, tên hải tặc khét tiếng bảy biển tiết lộ rằng hắn ta giấu một kho báu vĩ đại nhất thế giới mang tên One Piece và đang đợi người đủ bản lĩnh để tìm thấy nó. Sự kiện này đã khiến nhiều người trên thế giới trở thành hải tặc và kéo nhau ra biển để mong tìm được kho báu One Piece. Cho đến hiện nay, gần 30 năm sau khi bộ truyện ra mắt, độc giả vẫn chưa biết được One Piece là gì, ở đâu khiến cho kho báu này trở nên huyền thoại từ trong ra ngoài trang truyện. Lý do cộng đồng mạng rần rần lập hội ra khơi tìm kho báu trị giá vài trăm ngàn tỷ. Kho báu nào ngoài khơi mà cộng đồng mạng rủ nhau lặng tìm? Cộng đồng mạng đang nóng trang chuyện có một kho báu vài trăm ngàn tỷ đang nằm ngoài biển, kéo nhau lập hội ra khơi tìm kho báu. Kình ngư ánh viên bị réo tên đã đành, ngay cả rapper Hiếu thứ hai chẳng liên quan cũng bị lôi vào cuộc đại hải trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.